Xin chào các bạn. Trong bài video hôm nay thì mình xin nói về một cái nguồn xung flyback. Và cái nguồn xung flyback này sẽ có một cái điện áp ra là 12V và một cái dòng tải là 33. Và với một cái điều kiện là cái nguồn vào của mình sẽ thay đổi từ 10V đến 18V. Trong cái mạch flyback, mình nên lý là nó sẽ có hai dạng thiết kế khác nhau. Một dạng được gọi là dòng không liên tục và một loại thứ hai là dòng liên tục. Trong cái bài này thì mình sẽ đưa về với cái phần là dòng liên tục. Và ngoài ra thì trong cái phần hồi tiếp thì mình sẽ dùng cái phần hồi tiếp ổn dòng, được gọi là current mode control. Dưới đây là cái sơ đồ của cái mạch nguồn xung flyback. Thì bên tay trái của chúng ta là cái nguồn vào. Cái nguồn vào sẽ thay đổi từ 10V tới 18V. Thế đến là chúng ta nên gắn một cái con tụ quá khoảng chừng 47 microfarad để nó lọc những cái độ sóng xung của dòng và nó không đưa những cái độ xung dòng này ngược trở về cái nguồn của mình. Và cái chánh của chúng ta đây là cái biến áp. Cái biến áp này là kết hợp giữa cái con cuồng cảm và là cộng biến áp trong cùng một cái con này. Và trong cái con này mình sẽ dùng một cái tỷ lệ là 1:2. Có nghĩa là nếu cái nguồn thứ cấp của mình là 1 vòng thì cái sơ cấp của mình là 1 vòng thì thứ cấp của mình sẽ là 2 vòng. Tỷ lệ 1/2 tức nghĩa là 0.5. Bên tay phải của chúng ta ở đây các bạn sẽ dùng một cái con diode có thể chịu được dòng lên tới khoảng 6-7A điện áp dòng đỉnh. Nếu các bạn không có đúng cái điện áp đó cho diode đó, các bạn có thể dùng hai con và mắc song song với nhau. Bên đây thì chúng ta sẽ dùng một cái con tụ tantalum khoảng 47 microfarad. Các bạn nên kiếm lại mà có cái điện trở rất là nhỏ, khoảng chừng 100 mA trở lại thì tốt hơn. Và ngoài ra thì chúng ta nên dùng một cái con tụ gớm khoảng 1 microfarad. Tụ gớm này nó sẽ lọc những cái độ nhiễu sóng ở cái tần số cao. Bên đây là cái nguồn tải của chúng ta là 3A. Và bên cái điện áp ngoài của chúng ta sẽ đưa nó hồi tiếp ngược trở về qua cái ống điện trở R1 và R2. Và nó sẽ nạp vào trong cái điểm VFB, tức có nghĩa là cái mạch điện áp hồi tiếp về cái con IC bấm xung 3843. Bây giờ là con FET, là cái con Q1 ở đây sẽ được nối vào trong cái chân của cái mạch biến áp của mình. Và trước khi đi xuống cái mask, đây là loại N-channel FET, các bạn dùng loại khoảng chiều dòng được lên tới 20A, có cái điện áp khoảng chừng 100V trở lên. Trước khi nó được nối xuống mask thì mình cần phải quắn qua một cái con điện trở cảm biến. Con điện trở này rất là nhỏ, chỉ có khoảng 75 mA mà thôi. Lý do là vì có một cái dòng sẽ đi ngang qua con điện trở này và nó sẽ được cảm cái dòng đó và đưa vào trong cái chân, một chân của 3843. Và trước khi đưa vào đó, các bạn nên qua một cái bộ lọc thông để nó không đưa ra những cái dòng sóng gai vào trong cái con IC của mình. Ở bên trên này là một cái nguồn vào của mình. Mình phải cần có một cái điện áp để nó có thể chạy được. Do đó mình có thể lấy cái nguồn từ bên cái chánh của mình là cái nguồn 10V ở đây. Cái 10V này nó sẽ thay đổi. Do đó các bạn cũng phải để ý là lên tới 18V. Có thể rất là sát nút so với lại cái điện áp ngang qua của con FET ở đây. Và ngay tại cái điểm điện áp ở cái chân mà của cái nguồn supply cho con 3843 này đó, các bạn nên gắn hai cái con tụ điện. Một loại là 10 microfarad là loại tụ quá. Kế đến các bạn dùng một loại tụ gớm khoảng 100 nano. Con điện trở thì các bạn có thể dùng cái loại rất là nhỏ, chừng 10 ohm là đủ rồi. Ngang qua cái con biến áp này, chúng ta sẽ có một cái mạch được gọi là mạch snapper.
nó dùng để chống những cái độ nhiễu sóng gai của cái mạch của con biến áp này. Đây thì chúng ta sẽ không có đi vào chi tiết. Trong dịp khác thì mình sẽ đào sâu trong cái mạch này. Bạn thấy ở đây thì con biến áp này mình sẽ dùng tỷ lệ là 2:1, tức nghĩa là ở một dòng ở bên sơ cấp sẽ là 2 dòng ở bên thứ cấp. Giờ trước khi đi vào con mô phỏng để các bạn có thể thấy cái mạch nó hoạt động như thế nào và có ra được giống như là mình thiết kế hay không, thì mình sẽ đi qua một vài cái phương trình tránh. Cái phương trình thứ nhất là cái sự liên hệ giữa cái điện áp ra, cái điện áp vào và chu kỳ cộng với là cái tỷ lệ của cái cộng biến áp. Cái phương trình của nó là V điện áp ra chia cho cái điện áp vào sẽ bằng chu kỳ chia cho N nhân cho 1 trừ D. Từ đó các bạn có thể lật cái phương trình này lại để tìm ra được cái tỷ lệ của cái cộng biến áp của mình. Thông thường thì chúng ta không nên làm cái chu kỳ quá 50%. Ở trong bài này thì mình sẽ chọn nó dưới 0.45, nhỏ hơn 0.45 khi mà cái điện áp thấp nhất của mình là 10V. Các bạn sẽ dùng cái nguồn vào là 10V và chia cho điện áp ra là 12V và các bạn bỏ 0.45 vào đây. Thì các bạn sẽ ra được một cái tỷ lệ là khoảng 0.61. Ở đây mình sẽ cho nó xuống thành một con số chẵn luôn là 0.5. Có nghĩa là cái tỷ lệ 1:2 để chúng ta có thể dễ quấn dây. Cái đến một cái phương trình thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là cái phương trình điện áp ngang qua con phết. Các bạn sẽ dùng cái điện áp vào cộng với lại cái tỷ lệ của con biến áp nhân cho cái điện áp ra cộng với lại cái con điện áp của con diode. Giả sử như các bạn có cái điện áp vào là 10V và các bạn cộng cái tỷ lệ là khoảng chừng 0.5, các bạn nhân cho khoảng 12-13V ở đây thì các bạn ra là khoảng tổng cộng là 16.5V ngang qua con phết khi mà cái nguồn vào của mình nó ở 10V. Một phương trình thứ ba cũng rất là quan trọng mà mình cũng có nhắc đến rất nhiều trong những cái bài về cuộn cảm. Đó là cái phương trình VL, tức là cái điện áp ngang qua cái con cuộn cảm này, là ngang qua cái con biến áp ở bên dây sơ cấp sẽ là bằng L nhân cho DI chia cho DT. Từ đó các bạn có thể tìm ra được cái giá trị của L như thế nào khi mà chúng ta muốn xác định cái L ở đây. Ở đây mình sẽ tìm ra được cái giá trị L khoảng chừng 22 microhenry trở lên cho một cái dòng là khoảng chừng... cái độ gần dòng là khoảng chừng 2A. Đây mình sẽ đẩy cái cuộn cảm này lên khoảng chừng 30 microhenry. Coi như là các bạn đã xác định được đầy đủ cho cái con biến áp này. Bây giờ cái phần thứ kế đến là các bạn cần phải làm sao chọn được cái con biến áp nào mà cho phù hợp với cái mạch của mình. Thì các bạn dựa trên cái phương trình của Faraday Law mà mình cũng có đề cập đến trong cái nhiều bài video trước, và các bạn sẽ chuyển những cái phương trình đó lại là các bạn sẽ tìm ra được cái diện tích lõi là sẽ bằng cái điện áp vào nhân cho 10 lũy thừa 8 và nhân cho chu kỳ, tất cả chia cho cái tỷ lệ cái số dòng dây quấn là nhân cho cái độ từ trường cao nhất và cái tần số xung. Như vậy giả sử như cái nguồn vào của mình là lúc đó là 10V, các bạn nhân cho 10 lũy thừa 8 với một cái chu kỳ là khoảng 0.45. Bây giờ mình chọn thử là khoảng 10 vòng. Các bạn cho cái độ từ thông cao nhất là 1000 Gauss. Trung bình thì những cái lõi ferrite nó có thể chạy lên tới 3000 Gauss. Nhưng mà mình nên thiết kế nó khoảng chừng 1000 Gauss trở lại là an toàn nhất. Chúng ta nhân cho cái tần số xung là 100.000 Hz. Các bạn sẽ ra được cái diện tích lõi là khoảng chừng 0.45 cm bình phương. Ở đây các bạn có thể vào trong cái
catalog của cái hãng Mac-in và các bạn tìm ra cái lỗi nào khoảng gần gần đó. Đây mình thấy cái lỗi E25137 sẽ cho các bạn khoảng 52mm bình phương, là cái con số rất là gần với những gì chúng ta tính toán. Và sau đó thì các bạn cần phải làm mài cái lỗi đó. Hoặc là các bạn phải dùng những cái giấy để các bạn bỏ vào trong cái lỗi đó, để các bạn sẽ ra được cái cụ cảm là khoảng chừng 30 microhenry. Một lần nữa, một cái khác nữa các bạn cần phải để ý là khi mà chúng ta bỏ 10 dòng dây quấn ở bên dây sơ cấp và 20 dòng dây quấn ở bên đây, thì các bạn cần phải chọn dây. Và các bạn phải coi cái diện tích khung của cái lỗi này nó có thể chứa được cái số lượng dây quấn đó hay không. Đây là cái lỗi EE-Core, là các bạn có thể dùng để cho cái mạch flash này. Và dưới đây là những cái thông số. Ở đây mình chọn cái lỗi E25. Các bạn sẽ ra được cái diện tích lỗi là khoảng 51.8mm bình phương. Cái đến là nó cho các bạn cái diện tích khung nhân cho cái diện tích lỗi. Dưới đây thì nó cho các bạn những cái thông số của các diện tích của cái lỗi E25 này. Và cái đến là mình có một cái bảng linh kiện dây đồng. Thì các bạn sẽ thấy là nếu mà cái dây thứ cấp của các bạn nó có khoảng chừng 3A, thì các bạn có thể chọn cái dòng bên đây khoảng chừng 3.178A. Các bạn chọn cái dây số 17. Ở đây mình có để sẵn cái diện tích của nó ở cái đơn vị là centimeter bình phương. Và nếu mà bên cái sơ cấp của mình có thể lên tới 5A, thì các bạn nên chọn cái dây với cái số là khoảng chừng dây số 15, dây lớn hơn. Và mình cũng cho sẵn cái diện tích của nó là ở trong cái đơn vị là centimeter bình phương. Bây giờ mình sẽ cho chạy cái mô phỏng cái mạch này ở cái nguồn vào là 10V. Ở đây mình cho nó chạy tới khoảng 10mA. Và chúng ta coi cái điện áp ra bên ngoài sẽ như thế nào. Đây, các bạn thấy nó sẽ bị nhồi lên khi mà bắt đầu. Và khoảng sau một thời gian chừng mấy mili giây thì mạch bắt đầu đi vào cái dạng nó là ra khoảng chừng 12V. Các bạn thấy ở đây nó có một cái độ gần sóng là khoảng chừng 11.6 lên tới 12.4V. Thì khoảng chừng 0.5V cho cái độ gần sóng này. Bây giờ mình coi thử cái độ bấm xung của mình sẽ như thế nào ở ngay cái cực G của con phét của mình. Các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ ra cái điện áp ở ngay cái cực G của mình. Và cái đến chúng ta sẽ coi cái điện áp cảm biến ngay ở đây. Các bạn thấy cái hình màu xanh ở đây chính là cái điện áp cảm biến và được đưa ngược trở về trong cái mạch hồi tiếp của cái con 3843. Thì các bạn thấy ở đây nó không lên tới 1V. Ở đây cũng khá rất là hơi gần tới 1V rồi. Thì các bạn có thể chỉnh cái điện trở 45mA này lên xuống một chút để các bạn có thể thay đổi được cái điện áp vào trong đây. Khi mà chúng ta lên tới 1V thì bắt đầu mạch của chúng ta sẽ bị sục áp. Thì chúng ta thử coi cái dòng đi ngang qua cái con diode sẽ là khoảng bao nhiêu. Ở
Đây các bạn sẽ thấy là cái dòng đi ngang qua con diode nó chỉ chạy có khoảng chừng phân nửa của cái chu kỳ mà thôi, và cái dòng đỉnh của nó lên tương đối rất là cao, có thể gần tới 6A, giá trị trung bình nó khoảng chừng 5.5A ở đây. Và dưới đây chúng ta sẽ đo cái dòng đi ngang qua con phép này. Cái dòng ở bên sơ cấp rất là cao, lên tới khoảng 12A, cái dòng đỉnh ở đây. Và nếu các bạn để ý kỹ thì cái mạch flyback nó có cái tính đặc tính là khi mà cái con FET có dòng đi ngang qua thì lúc đó cái dòng không có đi ngang qua diode, và khi mà cái con FET này tắt đi thì cái dòng mới chạy qua bên con diode. Đó là đặc tính của con flyback. Và một cái điểm nữa các bạn nên để ý là cái điện áp vào ở bên đây của chúng ta. Nếu các bạn thấy ở bên cái mạch hồi tiếp của chúng ta ở đây, các bạn phải ra khoảng 2.5V, vì trên bên trong này nó sẽ được so sánh với một cái điện áp chuẩn là 2.5V. Ở dưới đây thì mình cũng có để cái phương trình để các bạn có thể tính được cái giá trị của R1 và R2, là cái điện áp ra sẽ bằng cái điện áp ở ngay cái điểm hồi tiếp nhân cho R1 chia cho R2 và cộng cho VR, cũng chính là cái điểm của cái mạch hồi tiếp của mình là 2.5V. Các bạn sẽ dựa trên cái phương trình này để tính ra con R1 và R2. Bây giờ mình thử cho cái mạch này nó lên 18V để coi nó có còn hoạt động được đúng ở 12V giống như là mình muốn hay không. Trong cái trường hợp này các bạn thấy cái mạch này nó nhồi lên cũng tương đối rất là cao, khoảng 16V ở bên ngoài. Và sau đó thì khoảng chừng 20 mA sau nó mới ổn định lại. Và nó đi vào cái trạng thái bão hòa ở khoảng 12V. Đây là một đường sống của nó. Và một lần nữa mình cũng coi cái dòng đi ngang qua con FET và cái dòng đi ngang qua con diode sẽ như thế nào. Đây các bạn thấy là ở cái dòng lúc này thì đã giảm xuống lại khoảng chừng 9A ở bên cái dòng ngang qua con FET, và cái dòng ở bên ngoài của chúng ta cũng giảm xuống lại còn khoảng chừng 4.mA. Lý do là vì cái chu kỳ đã được thay đổi và nó kéo cái dòng của chúng ta xuống. Trong cái phần hồi nãy mình có đề cập đến hai cái con linh kiện cũng rất là quan trọng, đó là cái con R12 và con C2. Ở đây mình đã cho nó khoảng chừng 4 kiloohm và 47 nanofarad. Nếu chúng ta chọn cái con này không đúng, cái mạch của chúng ta có thể đi vào cái phần dao động và cái mạch của mình có thể bị sụt áp và bị nhồi sống rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần thứ hai để cho các bạn có thể thấy được cái phần hồi tiếp của mình quan trọng như thế nào. Trong cái phần này thì mình sẽ phân tích ở trong cái miền tần số. Ở đây mình sẽ coi cái hàm tổng của nó là cái hàm hồi tiếp trở về đây, và mình sẽ coi cái đồ thị bốt pha và bốt biên sẽ làm việc như thế nào. Cái mạch nguồn xung flyback mà loại dạng dòng liên tục này có một cái tính chất cũng rất là nguy hiểm, đó là nó có một cái con điểm không, cái điểm không được xảy ra bên cái mặt phẳng bên tay phải. Nếu các bạn nào nghiên cứu về những cái lớp học về hệ thống hồi tiếp thì các bạn có thể nhớ tới những cái vấn đề về những điểm cực và điểm không. Và điểm không này tương đối rất là nguy hiểm trong cái mặt này, và nó sẽ làm cho cái mặt của mình bị dao động.
Thì ở trong đây mình sẽ mô phỏng nó ở trong cái miền tần số. Và mình sẽ cho nó chạy từ cái tần số là 100 Hz lên tới 1 mega. Một là 1 triệu Hz. Ở bên tay phải của chúng bạn sẽ thấy là có hai cái đồ thị. Cái đồ thị màu xanh là cái đồ thị bot bot bin và cái đồ thị màu đỏ là cái bot fan. Các bạn thấy đây nó cho chúng ta ra cái độ dự trữ của bot fan là 75 độ và cái bot bin này nó sẽ cắt cái tần số gốc là 571 Hz. Và ngoài ra chúng ta sẽ có cái độ dự trữ biên sẽ là 6.7 dB. Các bạn thấy cái điểm này rất là nguy hiểm. Đây là cái điểm mà sẽ làm cho cái mạch của chúng ta sẽ bị dao động nếu mà mình không thiết kế nó chính xác. Bây giờ mình thử cho nó lên 18V để mình coi cái mạch của mình nó còn hoạt động hay không. Trong cái trường hợp thứ nhì là ở 18V thì các bạn thấy là cái độ dự trữ pha được là cũng 75 độ và cái độ dự trữ biên của mình lên được tới 18 dB và rất là tốt. Do đó cái mạch của mình sẽ không có bị nằm trong cái tình trạng dao động. Đến đây là chấm dứt cho cái bài giới thiệu về một cái mạch nguồn xung phía bắc ở 12V và 3A. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.